Vâng, xin mến chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị, trời Huế trong những giờ vừa rồi vẫn mưa quý vị ạ, và có những cơn mưa rất nặng hạt, mà bên nghỉ thời tiết cũng giống như những cái cơn sóng. Quý vị thấy lúc này thời tiết đang gọi là chỉ mưa nhẹ thôi, thậm chí là mưa bụi mà chúng ta không thấy mưa, đến cái độ mà chúng ta không thấy, nhưng mà cũng có những lúc mưa rất là nặng hạt. Nếu là nhà tôn chắc là quý vị không thể ở trong nhà mà nói về nhau mà nghe được đâu. Những cơn mưa như những cơn sóng ồ ạt rồi tình lặng quý vị. Nhưng mà có lẽ quý vị thắc mắc không biết là chỗ này mình đứng là chỗ nào này. Đây, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem này. Đây là đường An Dương Vương mọi người ạ. Đây, nếu mọi người mà rẽ trái thì chút nữa chúng ta sẽ đến Nguèo Giang Say, gần đây cái chỗ khách sạn Hoàng Tử á. Không biết quý vị xa quý vị khách sạn Hoàng Tử có những cái đặc điểm gì không, nhưng mà bên ở Huế thì mình chắc chắn là gọi là mọi người yên tâm mình có biết. Ồ quý vị thấy chưa, rất là nguy hiểm, một tai nạn ở này, accident này này, mà mình bên đừng vô tình đó mọi người ơi, quay này nguy hiểm quá. Rồi bên quay chỗ này nhưng mà không sao, chỉ đụng xe và té ngã, có lẽ là trượt xe và người thì cùng lắm với trượt da. không nặng, không gây tai nạn nhiều, cũng như mình rồi thôi, đã từng bị tai nạn rồi mọi người. Chứ đi quay như thế này cũng có một lần bị, nhưng mà bị như thế nào thì chắc có lẽ mọi người gọi là tâm sự sau. Nếu quý vị đi đường này thì chúng ta sẽ tới một chút nữa đi qua cái ngã ba này là đến bến xe phía nam của thành phố Huế. Còn đây là con đường này là hồ Đắc Di mọi người này. Đi vào đây là trường, tức là cái khu Đại học Huế, trong đó gồm một cái tổ hợp trường kinh tế này, đại học ngoại ngữ này, rồi là khoa thể chất vân vân. Đường hồ Đắc Di mọi người ạ. Hồi mình còn trẻ đi qua cái đường hồ Đắc Di này thấy rất là hẹp nhỏ, nhưng mà bây giờ đường lớn lắm mọi người ạ. Chúng ta thấy này, đây cái đường vào rộng chưa. Đi vào tỉnh là công ty ô tô 3 hồ Đắc Di đây. Mọi người nếu mà đã từng ở Huế trước đây, trước năm theo mình nghĩ là 2010 thì biết con đường này mọi người ạ. Hôm nay trời Huế mặc dù có những trận mưa to, nhưng mà gần giờ mình vừa xem đá bóng xong. Quý vị biết là cách đây khoảng cỡ tầm gần một tiếng đồng hồ thì có một cái trận bóng đá Việt Nam gặp các bạn Lào, và tỷ số như vậy là 3-0 thiên về Việt Nam. Đấy, và coi xong bóng đá thì mình đang đợi bụng và đi ăn cháo. Em ơi, tôi chào anh làm sao chứ em? À bên này rồi à. Rồi để coi miếng cháo gà cái này nè. Rất là đẹp. Không phải. Gà, gà ngon đó, vào với gà đó. Dạ không, em chỉ chia sẻ hình ảnh với ba con mình ở xa Huế á. Mấy người về Huế lại là tao về chị ăn đây. Quán chị là quán tên gì? Chị Sương, chị Sương, chị chắc phạt cho xem đó. Trong hoàn trạng rồi đó. Chắc cái nhẹ đó. Thằng ấy đang, thằng đi ngồi dụng, thằng đồn lập bên đi à. Thằng đi ngồi cái bóng. Người, người giống người là bình thường anh ạ. Mà em, người giống người là bình thường. Nhưng mà còn cái là, còn cái biệt hiệu đồn lập là em thấy là em thích bóng được. Đây là anh, đây anh đây là tôi đã đôn lập rồi. Ngày mai anh mà lên trên mạng mà thì Việt Nam ngày nay là có như họ nói anh là nói giỏi đó. Vâng thưa mọi người, bây giờ đây là cái tô chào của mình rồi này.
vì thầy tô cháo cũng không to lắm nhưng mà có một cái đuôi thịt vịt rất là bắt mắt đấy. Mình vừa coi đá bóng xong cũng khá đói bụng, có lai rai mà chút ít về bàn. Bây giờ ăn tô cháo vịt cái đuôi này có lẽ là bù đắp một phần nào. Tối nay là về ngủ ngon rồi. Rồi bây giờ mọi người thấy này, đây cái biển hiệu này là Quảng O Xuân, gồm có bún bò, giò chả, cháo, lòng gà, vịt, 102 đường An Dương Vương. Hai số điện thoại có luôn, nhưng mà ngay cái chỗ này là cái ngã ba giữa đường An Dương Vương và đường Hồ Đắc Di mọi người ạ. Này như vậy là bạn bún là mấy giờ rồi? Ô ơi, ô Xuân ơi, bạn là lúc mấy giờ, bạn bún là lúc mấy giờ? À, thời gian bạn này cho mọi người để ăn nha. Bạn bún 10 giờ sáng hả? À, có buổi tối đó thì còn bạn cho vịt thôi đó chứ. À, rồi. Rồi mọi người thấy tô cháo vịt của bên này, ngay cái quán của O Xuân này. Đây quý vị thấy nghe như thế nào? Ô, thịt vịt này, giò vịt này. Em thấy anh ăn thấy được á. Để em gãi coi cái bên cười. Đây. Chảo này, tô chảo này. Đây. Mọi người thấy bàn tay của bên này. Rồi tô chảo. Tức là mọi người đã hình dung ra được cái độ lớn của tô chảo. Như là còn một cái điều đặc biệt đó là cái tô chảo này còn một cái đuôi vịt. Giá thành của cái tô này theo chủ quán cho biết là 25k, tức là 25.000 đó quý vị. Bây giờ ta thử tí cái nước như thế nào quý vị nha. Bên mời họ thêm một thông tin mọi người ạ. Còn đây bạn đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, 5 giờ sáng. 3 giờ, 5 giờ luôn à? Dạ. Muốn cho bạn có khi bạn đến 5 giờ. Bởi vì ngay khu đào khỉ mọi người á. Rồi bây giờ bên mời quý vị ăn tô cháo cùng với bên. Đồng thời là ngắm trời ngoài kia mọi người thấy không? Trời đang mưa này. Giờ mưa có vẻ là nặng hạt hơn. Rồi ăn chào mọi người nha. Cảm giác mưa mà ăn chào vịt thì không biết quý vị thấy như thế nào. Nhưng mà riêng bên bây giờ đói bụng, chắc có lẽ là ăn gì cũng ngon hết. Đó là mấy ăn chảo đó nha. Ăn đây. Huyết này, đây, mọi người thấy cái huyết vịt không? Cái huyết vịt là nó mềm. Nhưng mà cái cách làm không biết vì sao nó mềm thì cái đó là bên cũng chưa rõ. Không biết mọi người có biết không? Vừa ăn mà quý vị thấy nhìn qua cái bóng đen đường phía bên kia đường đó nhá. Trời đang đổ mưa. Nhìn rất là thấy là bụi và mờ. Bây giờ chúng ta ăn giò vịt đây mọi người. Đây cái giò vịt đây à. Ngoài kia thì đang mưa này. Đây có cô bé phía sau màn hình đang liếc liếc. Em này cứ tự nhiên này, đừng có ngại gì hết. Cái cuộc sống bây giờ là xé rồi. Đây mọi người này, ăn thịt vịt này. Không phải là chuyên gia ăn thịt vịt, nhưng mà nói là vịt đây ngon thì sợ mọi người bảo là bình thế nào cũng là nói quá. Nhưng mà cảm nhận của bình vừa cắn cái vịt vừa rồi,
và nhiều với cái những người mà thèm ăn thịt vịt, có lẽ mọi người sẽ không gọi là uổng công đến đây. Dùng từ như vậy thôi mọi người ạ. Em nhiều ngày mai hai người em về nhà mà đặng về Việt Nam ngày nay nhá, 6-9 giờ nó sẽ thấy em về Việt Sáu đó. Thôi nó nhiều có lẽ là nó mất linh. Ta ăn đi mọi người ạ. Riêng về cái gia vị của cái tô cháo này, tôi nghĩ chủ quán ấy có vẻ là nêm hơi ít gia vị. Vì sao? Vì mình không thấy cái mùi ngọt của bột ngọt, tức là vị tính ấy. Rồi là cái mùi của bột nêm, cảm thấy hình như nó vắng mặt ở trong cái tô cháo này. Và cái tô cháo này hình như là mang một cái tính chất mà mình ăn mình thấy là nó thuần về cái gia vị tự nhiên hơn, và nó có vẻ là hơi nhạt, không nhiều muối, nhiều gia vị mặn. Vâng, bây giờ chúng ta ăn tiếp mọi người ạ. Nhạt mọi người ạ. Có lẽ là chúng ta bỏ quên cái dĩa nước mắm gừng mọi người này. Đây, cái dĩa nước mắm gừng đổ. Vì nghiến cho mọi người thấy nên đổ. Xin lỗi. Đây, nước mắm gừng mọi người. Trang vào nhé. Đúng kia có dĩa nước mắm gừng cho nên chúng ta ăn thấy nhạt. Vì là một phần nửa là cái nước mắm gừng bên thầy là nó ngoài cái vị mặn của nước mắm ra thì nó có cái mùi ngọt, và bên thầy khoảng này thịt vịt thì ngon nhưng mà cái nước mắm gừng thì theo bên nghỉ còn không được ngon miệng bên lắm, còn không biết quý vị thì như thế nào. Cái tô cháo vịt của bên ngoài cái do ra mọi người này, còn có cả cái đoàn thịt vịt được chặt này, chặt nhỏ này, thấy không? Bây giờ chúng ta ăn tiếp nghe. Có lẽ là mọi người thắc mắc là ngoài kia đây, vừa rồi bên đã có nói là đường An Dương Vương đi tới một đoàn là bến xe phía Nam. Ở Huế hiện nay là có các cái bến xe trong thành phố như là bến xe phía Nam này, bến xe phía Bắc này, bến xe Nguyễn Hoàng này, bến xe Đông Ba, các cái bến xe như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta đi tầm khoảng 50 mét nữa sẽ đến bến xe phía Nam, cái nơi mà chúng ta sẽ xuất phát trên xe ô tô đi tỏa các cái tỉnh thành của Việt Nam. Và ngay góc này chắc có lẽ là quý vị biết rồi, đó là đường Hồ Đắc Di đấy, cái khu Đại học Huế đấy mọi người ạ. Và mọi người thấy bây giờ trời vẫn đổ mưa này, đây cái mưa Huế, cái mưa Huế bây giờ nó kỳ hơn hồi xưa. Bên chứng kiến năm nay đến thời điểm này là bắt đầu mưa này, mấy ngày nay là mưa liên tục này. Còn hôm nay nó chuyển sạc lá là ngày 8 tháng 11 dương lịch, nhưng mà bây giờ mới thấy là mưa to. Còn mọi năm mọi người ạ, là mưa liên miên, mưa triền miên thời gian này, và mưa không mưa to mà mưa bụi, mưa bay, mưa nhỏ, mưa triền miên như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là quý vị biết là có những trận mưa phải nói là to và rất to, như một số quý vị và bạc Huế Phan Bình Luận á, là cả cái hồ thủy điện của Huế có lẽ là khát nước. Đúng, nếu mà năm nay mà không mưa chắc có lẽ là đến thời điểm này là thủy điện là ngồi lo rồi đó. Nhưng mà bên nghỉ ngày hôm nay mưa to không nói rồi, và với cái lũ lượng mưa như thế này chắc có lẽ là thủy điện cùng một phần nào đỡ lo mọi người ạ. Thôi bây giờ chúng ta ăn mọi người ơi.
Đây là cái dầu vịt của bên con mọi người này, đây ăn đi. Ngon thiệt luôn. Chị ơi, cho hỏi tí, không biết chị có bí quyết khi lừa vịt không? Bên đấy tôi thấy là ăn vịt ở đây là chắc thịt. À, đây là chắc thịt, chắc hàng à? Vịt có. Chị già rồi. Chắc hàng rồi. À, trong những cái video đi ăn đây đó, bên thấy là dường như mọi người và cũng sợ là nhiều người hiểu lầm là bên bộ tin quảng cáo. À, vâng thưa quý vị, không phải quý vị ạ. À, bên chưa từng quảng cáo cho ai hết. Và đây là những cái dạng vlog. Bên muốn chia sẻ về các hình ảnh của Huế, các cái hương vị mà bên thưởng thức. Và tất nhiên cái quán nào trước khi đi để ăn, và thậm chí bên cũng ăn rất nhiều quán nhưng mà không dám chia sẻ, chỉ có những cái quán mà có những cái đặc điểm riêng nào đó bên mới chia sẻ đến với quý vị, và thậm chí người ta cũng chẳng biết bên là ai cả. Cho nên chị nếu mà nói ra quảng cáo thì đúng là không có quý vị ơi. À, vâng, nhưng mà còn phải là chia sẻ cuộc sống về Huế để mọi người thấy về Huế, thăm Huế, thương Huế, và thậm chí là thương mình và ủng hộ mình. Không những like mà còn share, còn chia sẻ, kêu gọi mọi người là xem cả cái video về Huế. Quý vị thấy sau khi ăn khá nhiều thịt vịt, những cái đoàn cục thịt vịt chắc nhỏ, bây giờ trên tay bên vẫn còn một cái đuôi vịt đấy mọi người này. Bây giờ chúng ta ăn nốt mọi người nhé. Và ăn cái này xem như là coi như gần xong cơm vịt đấy. Rồi như vậy là bên đã ăn xong cái tô thịt vịt của bên. À, riêng về quán này thì bên có nhận xét như thế này. Nếu mà thịt vịt không thì mình khi một cái điểm cộng, quay điểm ngon không một cái điểm cộng, riêng về gia vị của cháo thì mình trừ đi một cái điểm trừ, vì cái gia vị thì bên thầy là nó so với các cái quán khác có vẻ như không bắt miệng mọi người ạ. Thì điều đó tốt hay xấu thì nó còn tùy, bởi vì nếu gia vị ngon chưa chắc là tốt mọi người. Nhưng mà đến đây quý vị thấy chưa, mình ăn xong rồi nhưng mà trời ngoài kia vẫn còn mưa, xe cộ qua lại và cả cái xe máy, mọi người thấy là bà con vẫn mặc cả cái áo mưa, rồi áo mưa rơi, rồi áo mưa bồ, rất là Huế Việt Nam. Và nói đến đây mình cũng xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video, đã về thăm Huế cùng với bên thưởng thức tô cháo vịt dưới trời mưa ngay tại cái chỗ ngã ba giữa đường Hồ Đắc Chí, tức là cái nơi đi vào khu Đại học Huế, và đường An Dương Vương, tức là nơi cái đường Hùng Vương rẽ qua ngoèo Giang Say đi đến Mục Lào mọi người ạ, gần cái bến xe phía Nam. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở cả video tiếp theo. Vâng, xin trân trọng kính chào.